Thần tài gọi thẳng tên, năm con giáp nhận lộc lớn, thánh ban chúng lớn, đổi đời, giàu sang, tiền về đầy túi trước ngày 30 Tết, trả sạch nợ nần. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong cuộc sống này, chẳng ai có may mắn và thuận buồm xuôi gió suốt cả đời cả. Ai cũng phải trải qua những cái thăng trầm, khó khăn, để rồi cuối cùng mới có được cái cuộc sống như mong đợi. Và năm con giáp sau đây cũng không ngoại lệ. Dù có trải qua những cái thử thách khó khăn suốt gần một năm qua, nhưng nhờ cái sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ, nên là đến lúc về những cái ngày ngắn ngủi cuối năm còn lại, thì họ sẽ nhận được nhiều cái phước lộc trời ban. Cuộc sống thì luôn sung túc đủ đầy, không phải lo lắng hay là suy nghĩ nhiều. Năm con giáp này đặc biệt hơn ở chỗ, trước ngày 30 Tết, họ được thần tài chiếu cố đặc biệt đón Tết 2024 Giáp Thìn, giàu có, đủ đầy, viên mãn. Đôi khi quý vị sẽ không ngờ sẽ có một cái cơ hội bất thình lình nó ập tới, khiến cho những con giáp này sung túc cả đời. Vậy thì các bạn có tò mò đó là năm con giáp nào hay không? Hãy theo dõi lần lượt những con giáp trong danh sách ngày hôm nay. Biết đâu quý vị lại nằm trong top đầu những danh sách con giáp may mắn. Nếu đúng như vậy thì đừng bao giờ quý vị nhụt chí trước những khó khăn và vất vả ở thời điểm hiện tại. Tương lai huy hoàng đang chờ đợi các bạn ở phía trước đấy. Vậy thì năm con giáp may mắn đầu tiên lọt vào những con giáp may mắn trước 30 Tết đó là những tuổi nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những phân tích chi tiết ngay sau đây của Tử Thông. Con giáp may mắn lọt vào top danh sách con giáp đầu tiên may mắn trong cái thời điểm trước 30 Tết không ai khác đó chính là những người tuổi Dần. Quý vị thân mến, những người tuổi Dần lọt vào top đầu tiên đấy. Để biết vì sao Thượng Đế sẽ ưu ái cho những người tuổi Dần đến thế, trước tiên các bạn cần phải nắm qua vận trình tử vi của những người tuổi Dần. Muốn đạt được thành công trong cuộc sống, có người cần phải có lòng kiên định trước, sau như một, không vì khó khăn, không vì gian khổ mà suy nghĩ đến cái việc bỏ cuộc. Từ trước đến nay thì những người tuổi Dần luôn hiểu rõ mình đang làm việc gì, mình nên làm gì, việc gì họ cũng tự đặt ra cho mình những cái mục tiêu cũng như là những cái quy tắc rõ ràng. Họ lên kế hoạch xem mình nên làm gì trong từng cái giai đoạn của cuộc đời mình. Hơn nữa, những người tuổi Dần thì luôn cố gắng thực hiện công việc bằng chính cái sức lực của mình, chứ không muốn nhờ vào bất kỳ ai khác. Con giáp kiên định này cho rằng chỉ khi mà mình chủ động giải quyết được mọi việc thì cá nhân mình mới có thể trở nên tài giỏi và phát triển hơn. Cho dù gặp khó khăn đến đâu ấy thì họ cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến cái việc từ bỏ. Họ sẽ suy nghĩ kỹ càng thật nhiều cách để ứng phó với những cái điều mình không mong muốn. Sau đó không ngại bắt tay vào làm. Nhờ vậy mà họ sẽ trở thành cái con giáp đáng kính và giàu có trong tương lai. Những người tuổi Dần thông minh, nhanh nhẹn và biết chấp nhận trong mọi cái tình huống. Bản thân họ đều nỗ lực hết sức mình. Nếu mà kết quả không được như ý muốn của họ, họ sẽ vui vẻ nhìn thẳng vào cái sự thật. Từ đó họ sẽ có thêm cái quyết định đúng đắn hơn đấy, trưởng thành hơn để tránh lặp lại những cái sai lầm đã từng mắc phải trước đó. Con giáp này là những người có trách nhiệm khi mà đã lập gia đình. Họ một lòng hướng về cái tổ ấm nhỏ bé của mình. Họ dành nhiều cái thời gian chăm sóc cho những người thân và luôn mang đến những điều bất ngờ cho những ai đó ở bên cạnh. Những người tuổi Dần biết lắng nghe và chủ động trong cái việc chia sẻ với đối phương, không chỉ bằng lời nói mà còn ở cả cái hành động nữa. Và từ nay đến ngày 30 Tết thì những người tuổi Dần góp nhặt hết cái tài vận, tiền bạc, tài lộc của thiên hạ về tay mình. Họ có một cuộc đời mà ai cũng phải gì ngưỡng mộ và trầm trồ. Từ tình duyên, công việc, tiền bạc, sức khỏe, họ đều có thể vượt trội và thăng hoa hơn những người khác. Con giáp này sẽ đón một cái Tết ấm no hạnh phúc. Những việc làm tốt của họ trước đây nhận về rất nhiều cái sự báo đáp. Họ ung dung ngồi hưởng phúc lộc trời ban. Họ sẽ ung dung ngồi tận hưởng cái phước lộc trời ban. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Dần hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần. Thưa quý vị, ngay sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vận trình chi tiết của từng tuổi Dần. Nói chung ấy, đầu tiên chúng ta xét về những người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Trong cái thời gian này, trong 3 ngày cuối năm ấy, thì
được các tinh soi chiếu, thần may mắn gọi tên, nên là những cái tia hy vọng mới sẽ đến với công việc của những người tuổi Nhâm Dần trong những ngày cuối năm này. Những người cuối năm ấy, thì con giáp này cũng sẽ vô cùng là mạnh dạn và tự tin trước đám đông, không ngần ngại đối diện với bất kỳ khó khăn hay thách thức nào. Bên cạnh đó thì những người tuổi Nhâm Dần cũng không ngại bất cứ cái đối thủ làm ăn nào, cũng không ngại bỏ công bỏ sức, bỏ tiền bạc ra để tạo cái mối quan hệ giao dịch hợp tác. Đây cũng là cái hướng đi cực kỳ là có lợi cho các bạn ở trong tương lai. Lại được may mắn do được nhờ cái thần tài chiếu mệnh, nên là nó cũng sẽ mang lại đến cho những người tuổi Nhâm Dần ấy cái con đường tiền bạc khá là thuận lợi, hanh thông. Quý vị sẽ có cơ hội được tăng lương, tăng chức, tăng thưởng. Công việc kinh doanh buôn bán sẽ có kết quả tốt từ nay đến ngày 30 Tết. Bên cạnh đó, những người tuổi Nhâm Dần cũng có thể thể hiện được cái kỹ năng của mình trong cái công việc quen thuộc. Cái điều này cũng sẽ giúp ích cho cái thu nhập của gia chủ được tăng cao. Trong thời gian này thì cái chuyện tình cảm của những người tuổi Nhâm Dần cũng khá là hanh thông thuận lợi. Mọi người cũng đã biết nhìn nhận và đánh giá lại cái vấn đề. Vậy nên là cái quan hệ giữa hai bên sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn. Quan hệ với con cái, với đồng nghiệp cũng sẽ được thuận lợi và may mắn. Đó. Tiếp theo chúng ta cùng xét về những người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Thưa quý vị, nói chung ấy, từ nay đến 30 Tết thì cái cục diện tử vi nó cũng cho thấy nhờ được chính quan soi sáng nên là cái bước tiến lên của những người tuổi Dần ấy thì sẽ thuận lợi hơn trên con đường công danh sự nghiệp. Những người tuổi Giáp Dần thì có cơ hội lọc lá làm ăn buôn bán thì cũng thu về cái lợi nhuận lớn. Thời gian này thì quý vị có thể là ra ngoài giao lưu nhiều hơn với đồng nghiệp, với bạn bè, đừng quá dè dặt về cái chuyện tiền bạc nữa. Cái điều này nó cũng sẽ cải thiện cái mối quan hệ giữa các bạn và các cá nhân trong công ty. Thu nhập của những người tuổi Dần, của Giáp Dần ấy, vì thế cũng được cải thiện gia tăng đáng kể. Gia chủ có thể lập kế hoạch cho cái việc quản lý tài chính trong cái thời điểm cuối năm. Nếu như mà trước đây quý vị gì có cách kiếm tiền đầy hứa hẹn, đó, các bạn có thể thử cái vận may trong thời gian này vì có được quý nhân luôn ở bên cạnh tương trợ giúp đỡ, khiến cho mọi việc sẽ được hanh thông thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, cái mặt tình cảm của những người tuổi Giáp Dần ấy thì cũng có không có nhiều cái biến động lớn trong thời gian này. Nói chung là gia chủ cũng hãy hoàn toàn yên tâm với cái hạnh phúc mà mình đang có. Những người vừa trải qua những cái rắc rối liên quan đến cái sức khỏe của mình ấy, thì nói chung ấy cũng sẽ sớm được phục hồi và cũng sẽ gặp được nhiều cái may mắn thuận lợi hơn trong cái thời điểm từ nay đến 30 Tết. Tiếp theo chúng ta cùng xét về những người tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Thưa quý vị, trong những ngày cuối năm thì những người tuổi Bính Dần có tam hội cục nó chỉ đường dẫn lối, nên những người tuổi Bính Dần thì luôn buôn may bán đắt và dễ lập được cái thành tích tốt trong công việc hiện tại. Nói chung gia chủ gì có thể là gì làm việc cùng với những người xung quanh, có những người đồng chí hướng và có thể xin lời khuyên của những người bạn tin tưởng, và những người tuổi Bính Dần sẽ nhận được những lời khuyên cực kỳ đắt giá. Bên cạnh đó thì những người tuổi Bính Dần ấy sẽ được gì chính tài nó soi chiếu, nó mang đến những cái cơ hội kiếm tiền và làm giàu cho những người tuổi Bính Dần. Bên cạnh đó, quý vị hãy cứ nỗ lực hết mình mà may mắn sẽ mỉm cười với những người tuổi Bính Dần trong thời gian này. Các bạn có nhiều cách để kiếm tiền giúp cải thiện cái thu nhập. Cái thời điểm cuối năm quý vị cũng đừng quá lo lắng đến cái chuyện tình cảm, vì cái vận trình tình cảm cũng khá là tươi sáng, đem lại cho những người tuổi Bính Dần cái cảm giác an toàn, hạnh phúc khi ở bên cạnh người ấy. Trong thời gian này thì quý vị nên dĩ hòa vi quý. Cái tính cách cố chấp cũng sẽ gì khiến cho cuộc sống gia đình trở nên là gì khó khăn hơn. Vì thế quý vị cũng cần phải mở lòng mình ra và tích cực chia sẻ những cái gánh nặng, cũng như là gì đặt mình vào cái vị trí đối phương để suy nghĩ, để có được một cuộc sống thăng hoa, hạnh phúc hơn. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Dần hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Đó là con giáp may mắn đầu tiên là những người tuổi Dần. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn thì không ai khác, đó chính là những người tuổi Tý. Thưa quý vị, nói chung ấy, từ nay đến 30 Tết thì những người tuổi Tý sẽ lọt vào danh sách những con giáp cực kỳ may mắn. Đấy. Cho dù phải tiếp xúc với bất cứ cái người nào hay là bất cứ cái trở ngại nào thì những người tuổi Tý sẽ không quên cái mục đích ban đầu của mình. Họ luôn nhớ rõ vì sao mình lại bắt đầu một cái công việc. Cho dù trong lúc thực hiện công việc đó, họ có thể phải giải quyết những khó khăn không được như ý. Họ cũng sẽ không nghĩ đến cái việc bỏ cuộc và không để cho những cái suy nghĩ tiêu cực nó ảnh hưởng đến chính mình. Chỉ cần nghĩ đến những cái ước mơ thuở ban đầu thì những người tuổi Tý có thể là lấy lại được cái sự điềm tĩnh của mình
Mặc kệ thế giới bên ngoài có tác động ra sao, thì họ luôn sống trong cái thế giới của riêng mình. Những người tuổi Tý là con giáp tỉ mỉ và họ quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của mình tới cùng. Và cuối cùng họ sẽ đạt được những thành tích nhờ cái sự kiên định của mình. Và trong khoảng thời gian từ nay đến 30 Tết cũng là cái thời điểm sẽ giúp cho những người tuổi Tý rất nhiều trong quá trình vươn lên, khẳng định cái vị thế của bản thân và sẽ gì có được nhiều cái may mắn thuận lợi hay không. Mọi việc sẽ diễn ra rất nhanh và các bạn sẽ cảm thấy rất là hứng khởi. Tuy nhiên, quý vị không nên lơ là cảnh giác vì một vài cái hung hiểm nó vẫn còn rình rập ở bên cạnh. Quý vị hãy mạnh dạn nêu lên ý kiến của mình. Các bạn có thể giúp cho cái tập thể của mình tìm ra được những cái hướng đi mới, khắc phục được những khó khăn còn tồn đọng trước đó. Đây cũng dự báo là cái thời điểm mà cuộc sống xã giao của những người tuổi Tý cũng được mở rộng. Quý vị hãy năng nổ tham gia vào những cái buổi tiệc tùng, hội nhóm và giật lấy cái vị trí trung tâm về mình. Những người làm ăn kinh doanh buôn bán thì trong thời gian này gặp nhiều cái điều kiện thuận lợi. Nhiều người còn may mắn có được cái doanh thu như ý, thậm chí còn vượt cả cái sự mong đợi của mình. Một vài người thì có thể nhận được tiền ủng hộ của người thân, của người quen, của bạn bè và giúp cho quý vị mở rộng cái mối quy mô kinh doanh làm ăn. Những người tuổi Tý nói ít làm nhiều. Khi mà làm thì thường rất tập trung và luôn cố gắng vặn hết cái công suất để mang lại cái kết quả tốt nhất. Con giáp này nếu là nữ thì có số vượng phu ích tử, họ là may mắn của người chồng. Cuộc sống hôn nhân thì hết sức là viên mãn. Những người tuổi Tý thường cất giấu cái nỗi buồn của mình vào bên trong, họ chỉ mang đến những điều tích cực, vui vẻ, lạc quan khi mà mọi người giao tiếp với họ. Vì thế, phải thật sự là thân thiết và thấu hiểu thì mới được những người tuổi Tý trải lòng mình. Vì thế, phải thật thân thiết và thấu hiểu thì mới biết được những người tuổi Tý đang trải qua những cái sự xáo trộn nào. Thưa quý vị, và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh hộ thân. Thưa quý vị, và từ nay đến 30 Tết thì những người tuổi Tý có một bước đổi đời thành đại gia. Họ có thể có nhiều cái lộc lá do gì từ trên trời ơn trên nó ban xuống. Mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, sức khỏe, tình duyên, tài lộc thì đều được gì được thăng hoa. Vì thế, con giáp này sẽ đón nhiều lộc lá và nhiều cái tài vận của cái vật chất vào nhà, tiêu hoài mà cũng không hết. Và để gia tăng thêm cái vận may tài lộc tiền bạc cho mình ấy, thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung khắc, những thị phi, những hạn tiểu nhân hãm hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến đối với những người tuổi Tý. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. Thưa quý vị, ngay sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về vận trình chi tiết của từng tuổi Tý, xem là cát hung ra sao, vận hạn thế nào trong khoảng thời gian từ nay đến 30 Tết. Quý vị thân mến, con giáp đầu tiên chúng ta xét đó là những người sinh năm 1960, tuổi Canh Tý. Nói chung ấy, công việc của những người tuổi Canh Tý thì được thuận lợi như ý nhờ được hưởng cái cục diện là tam hợp nó nâng đỡ. Trong thời gian này, những người tuổi Canh Tý luôn nhìn vào những cái mặt tích cực của công việc và luôn tỉ mỉ trong những cái việc mà mình làm. Không có tính cười đùa, không có tính đùa cợt. Những người làm kinh doanh buôn bán cũng khá là thông minh trong những việc thu hút khách hàng. Càng ngày thì càng có thêm nhiều khách hàng mới. Bên cạnh đó, lại được gì thần tài ghé thăm sẽ đem tới lộc lá về mặt tiền bạc cho những người tuổi Canh Tý. Và trong khoảng thời gian từ nay đến 30 Tết thì tình hình tài chính của những người tuổi Canh Tý cũng tăng lên. Bản mệnh có thể nhận được một khoản hỗ trợ từ những người lớn tuổi. Trong thời gian này, những người tuổi Canh Tý cũng có cơ may trúng thưởng hoặc là mua được những cái miếng đất tốt, bán được những chiếc xe và được tặng quà, được tặng thưởng, được tăng lương. Cái chuyện tình cảm của những người tuổi Canh Tý cũng nhiều có dấu hiệu tốt đẹp đã xuất hiện. Những cái người yêu xa cuối cùng cũng được làm lành. Sau những tháng ngày vất vả cạnh tranh thì những người tuổi Canh Tý cũng sẽ được gì ở bên những người mình thương yêu nhất, chia sẻ những cái tình yêu thương và cái lòng nhân ái với những người xung quanh. Những người tuổi Canh Tý là những người sống hiếm khi mà làm phật lòng người khác. Vì thế, để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì những gia chủ tuổi Canh Tý hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh hộ thân.
Tiếp theo thứ hai, chúng ta cùng xét về những người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Những người tuổi Canh Tý sinh năm 1972 được thần tài chiếu mệnh, số phận được soi sáng, nên là những người tuổi Nhâm Tý khá là chăm chỉ làm ăn. Họ là những người ăn to nói lớn, nói được làm được và có bản lĩnh trong cái việc đương đầu với những khó khăn. Mặc dù mọi công việc của những người tuổi Nhâm Tý sẽ diễn ra tương đối là suôn sẻ, nhưng mà họ lại có xu hướng bất ổn vào cái thời điểm cuối năm. Vì vậy, những người tuổi Nhâm Tý đừng mắc sai lầm ở những cái thời điểm quan trọng nhất. Về vận trình tài lộc thì nói chung ấy, trong thời gian này, những người tuổi Nhâm Tý cần nên học cách quản lý tiền bạc, đừng có tiêu xài quá hoang phí mà hãy cố gắng tiết kiệm cho những cái việc khẩn cấp trong những ngày cận Tết này. Vào thời điểm này ấy, thì những người làm ăn kinh doanh, quý vị hãy hạn chế tham tiền lớn mà làm liều, cứ ăn chắc mặc bền thì sẽ có thoải mái tiền tiêu một cách đều đặn. Bên cạnh đó, trong ngày hôm nay thì trong thời điểm này thì lại được cục diện ngũ hành nó tương sinh, nó báo hiệu cho những người tuổi Canh Tý, Nhâm Tý dễ gặp những tin vui về trong chuyện gia đình, có thể là có cái chuyện con cái kết hôn hoặc là gặp thêm được những cái chuyện vui trong gia đình, trong cuộc sống. Trong thời gian này thì những người tuổi Nhâm Tý cũng sẽ nhận được những lời khen ngợi và ghi nhận từ những người khác, và từ đó dẫn đến cái sự tự tin của những người tuổi Nhâm Tý cũng được cải thiện ở một cái mức độ nhất định. Vậy nên để gia tăng thêm may mắn cho mình thì những gia chủ tuổi Nhâm Tý hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh hộ thân. Tiếp theo thứ ba, chúng ta cùng xét về những người tuổi 1984 Giáp Tý. Thưa quý vị, những người tuổi 1984 tuổi Giáp Tý nói chung ấy, trong thời gian này được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên, nó cho thấy những người tuổi Giáp Tý có phong độ khá là tốt trong công việc và biết cách làm việc làm cho bản thân không bị nhàm chán với những công việc hàng ngày. Nói chung ấy, các bạn là những người năng động, hoạt bát, làm việc gì cũng sẽ rất suôn sẻ và hanh thông, cũng sẽ dễ gặp được quý nhân, được quý nhân ủng hộ. Những người tuổi Giáp Tý có khả năng sẽ nhận được những cái vận may bất ngờ, có thể không phải là một món quà đắt tiền nhưng vẫn có thể khiến cho các bạn cảm thấy là hạnh phúc viên mãn. Các bạn cũng đang mong chờ một cái tin vui từ tiền bạc đến từ công việc mà mình đã tâm huyết từ bấy lâu nay. Quý vị hãy cứ kiên nhẫn đợi thêm một chút nữa thôi, thì sẽ có được cái tài vận như ý. Bên cạnh đó, trong thời gian này lại được cục diện ngũ hành tương sinh, nó cho thấy là những người tuổi Giáp Tý cũng khá là may mắn khi mà có được cái tình yêu viên mãn, tài lộc dồi dào trong cái thời điểm cuối năm này. Nói chung ấy, thời gian này thích hợp để quý vị có thể hâm nóng lại cái tình cảm, vui chơi cùng gia đình, cùng bạn bè, không chỉ không cần phải quá lo lắng gì nữa và chỉ cần tận hưởng mà thôi. Đó là những người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Thưa quý vị, đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba lọt vào danh sách những con giáp may mắn trong thời gian từ nay đến 30 Tết, không ai khác đó chính là những người tuổi Dậu. Quý vị thân mến, những người tuổi Dậu là con giáp kiên định, bởi họ muốn làm việc gì cũng phải có trước có sau, không được bỏ dở giữa chừng. Họ cho rằng nếu chính bản thân mình đã là người quyết định phải làm một cái công việc gì đó thì không có lý do gì lại để cho nó dở dang, bắt người khác phải giúp mình hoàn thiện. Trong quá trình làm việc, cho dù có gặp phải những khó khăn, những trắc trở thế nào ấy, thì những người tuổi Dậu cũng sẽ không hạ thấp cái tiêu chuẩn hay là thay đổi cái mục tiêu của mình. Ngược lại, họ sẽ không ngừng tìm cách để thích ứng và giải quyết những cái điều không mong muốn nó xảy ra. Cuối cùng, nhờ cái sự kiên trì của mình ấy, thì chắc chắn họ sẽ đến được cái đích mà mình đã đặt ra. Cuối cùng sẽ nhận được cái sự ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Và từ nay đến 30 Tết là cái thời điểm may mắn đối với những người tuổi Dậu, bởi các bạn có cơ hội để theo đuổi cái mục tiêu và cái lý tưởng của mình đã đặt ra. Cái nguồn năng lượng của năm nay khá là mạnh, các bạn có thể cảm thấy choáng ngợp vào cái phút ban đầu, nhưng khi dần dần quen thì quý vị sẽ lấy lại được cái thế cân bằng. Và những người tuổi Dậu có thể phát triển nhanh chóng theo cái dòng chảy. Cái khoảng thời gian này là cái lúc mà những người tuổi Dậu ấy cần có những cái ý tưởng táo bạo, độc đáo, quan trọng là chúng có thể áp dụng được vào thực tế hay không. Do đó, các bạn cần phải ghi lại những cái sáng tạo của mình và lần lượt thử áp dụng chúng xem sao. Cộng thêm cái sự nâng đỡ của nhiều cái cát tinh chiếu mệnh, vậy nên trước 30 Tết, các bạn có thể kỳ vọng cái ước mơ của mình sẽ trở thành hiện thực. Cái vấn đề tiền bạc của những người tuổi Dậu trong thời gian này cũng khá là ổn định. Đấy, miễn là các bạn có cách chi tiêu hợp lý, công việc tiến triển tốt đẹp, các bạn cũng có đồng ra đồng vào,
không cần phải quá lo lắng đến cái chuyện tiền nong. Bên cạnh đó, những người tuổi Dậu ấy chín chắn, biết cách suy nghĩ, suy xét mọi thứ một cách thấu đáo trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Con giáp này cũng được gia đình, bạn bè yêu thương hết mực. Họ là những người sống giản dị, chân thành, biết cách sử dụng tiền bạc một cách hợp lý. Họ là những người phóng khoáng, đúng lúc, đúng chỗ, tiết kiệm đúng chỗ, nên là hầu bao hầu như lúc nào cũng được dùng dính, cứ hết rồi lại có. Trong chuyện tình cảm của những người tuổi Dậu, nói chung là con giáp này trải qua nhiều cái mối tình, và trong cái mối quan hệ với bất cứ ai thì họ đều chung thủy và hết mực yêu thương người ấy. Những người tuổi Dậu được dự đoán là sẽ lập gia đình hơi là trễ, song hôn nhân của họ lại hết sức viên mãn. Và từ nay đến 30 Tết, những người tuổi Dậu sẽ chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều lộc lá từ khắp nơi nó đổ về. Công việc của họ cũng sẽ thuận lợi, tình cảm thì thăng hoa, sức khỏe thì dồi dào, vạn sự thì viên mãn, không ai sánh bằng. Những người tuổi Dậu ấy sẽ đón cái Tết Nguyên đán 2024 ấy, với những cái cơ hội mới, họ có thể gặp được quý nhân và có thêm nhiều cái hợp đồng hàng trăm tỷ ăn Tết. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu. Thưa quý vị, vậy thì từ nay đến ngày 30 Tết, những người tuổi Dậu nào sẽ là con giáp may mắn nhất? Đó, thì chúng ta sẽ xét chi tiết về từng tuổi. Đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Nói chung thời gian từ nay đến 30 Tết ấy, thì những người tuổi Kỷ Dậu nói chung là đủ bình an để nhìn nhận, thấu đáo mọi việc hơn. Không những thế mà mọi thứ diễn ra theo đúng như cái kế hoạch, như cái tiến trình mà những người tuổi Kỷ Dậu mong đợi. Quý vị không cần phải quá lo lắng nhiều hay là bận tâm nhiều về cái vận trình công việc cũng như là tình cảm của mình. Bên cạnh đó, trong thời gian này cũng xảy ra những cái chuyện đôi co, tranh luận kéo dài với những người tuổi Kỷ Dậu ấy. Vậy nên là gì? Nếu mà quý vị muốn bình an may mắn ấy, thì quý vị cũng nên dĩ hòa vi quý. Nói chung đây cũng được dự báo là cái thời gian mà quý vị cần phải hết sức lưu tâm. Đó. Về vận trình tài lộc, tình cảm thì được dự đoán là một cái thời điểm tuyệt vời nhất, khi mà đời sống tinh thần vật chất của những người tuổi Kỷ Dậu sẽ ngập tràn cái sự yêu thương đủ đầy, dư giả và phong phú. Khi mà các bạn đi đúng đường đúng hướng thì cái kết quả cuối cùng chỉ là cái câu trả lời mà thôi. Vì thế, những người tuổi Kỷ Dậu hãy để tận hưởng những cái hạnh phúc trên cái hành trình của mình. Mặc dù ấy cũng có một vài cái hung tinh nó xuất hiện trong cái thời gian này, nó cũng sẽ nhắc nhở những người tuổi Dậu, Kỷ Dậu phải luôn đề cao cái cảnh giác, nhất là khi mà di chuyển hoặc là công tác lâu dài ấy. Nếu mà có đi lại thì quý vị cũng cần phải cẩn thận vì rất dễ xảy ra những cái tai nạn đó. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Kỷ Dậu hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân. Tiếp theo, những người tuổi Dậu thứ hai mà chúng ta xét đó là những người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Nói chung ấy, trong khoảng thời gian từ nay đến 30 Tết thì những người tuổi Tân Dậu sẽ đón nhiều cái tin vui về mặt tài lộc nhờ có gì tài tinh nó chiếu mệnh. Các khí nó mở ra nhiều cái cơ hội để hợp tác làm ăn, cái nguồn thu càng ngày càng lớn, đủ để bản mệnh mạnh dạn thực hiện những kế hoạch tiếp theo. Đời sống cũng được cải thiện nhiều. Những người tuổi Tân Dậu ấy vừa có thể là chi tiêu cho các nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày, lại vừa tiết kiệm được một khoản kha khá cho những cái tình huống cấp bách tiếp theo. Công việc ở thời điểm này thì cũng được thì thuận lợi, không có phải bất kỳ cái vấn đề nào mà khiến cho quý vị phải lo lắng. Nói chung ấy, đều là những cái nhiệm vụ, những cái công việc quen thuộc, nên là con giáp này sẽ hoàn toàn có thể giải quyết một cách ổn thỏa. Các bạn cũng không cho phép bất cứ ai sai lầm, hoặc là gì, hoặc là bất cứ những cái sai lầm ngớ ngẩn nào nó có thể xảy ra khi mà quý vị đã có đủ kinh nghiệm. Trong thời gian này thì những người tuổi Tân Dậu thì cũng gặp một vài cái xung khắc nho nhỏ, nó cũng đã làm giảm bớt đi cái niềm vui của những người tuổi Dậu trong thời gian này. Tiếp theo chúng ta cùng xét về vận trình của những người tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 từ nay đến 30 Tết. Thì trong khoảng thời gian từ nay đến 30 Tết của những người tuổi Dậu ấy, thì những người tuổi Quý Dậu sẽ may mắn được quý nhân tương trợ giúp đỡ, nên là cái vận trình nó cũng trở nên là thuận lợi hơn, xua tan mây mù ảm đạm trước đó, lấy lại những cái thứ gì xứng đáng với công sức mà những người tuổi Quý Dậu bỏ ra. Những vấn đề bế tắc thì cũng đều được các bạn xử lý một cách là thuận lợi, hanh thông, bởi con giáp này đã bỏ ra rất nhiều thời gian và cái sức lực để nghiên cứu. Đấy. Cái kết quả quý vị thu được thì sẽ hoàn toàn xứng đáng.
Trong thời gian này thì những người tuổi Quý Dậu có thể là được cấp trên tin tưởng trao thêm cho nhiều cái trọng trách quan trọng hơn nữa. Khả năng làm việc nhóm khá là tốt và cái tinh thần cống hiến hết mình cũng sẽ giúp cho những người tuổi Quý Dậu có những cái bước tiến khá nhanh. Quý vị hãy cố gắng duy trì cái phong độ đỉnh cao càng lâu càng tốt. Nó sẽ giúp cho các bạn còn tiến xa hơn nữa. Tuy nhiên, cái chuyện tình cảm của những người tuổi Dậu trong thời gian này cũng không được như ý. Cái điểm báo có mâu thuẫn tranh cãi giữa các cặp đôi bởi cái cục diện ngũ hành xung khắc nó xảy ra, nó làm cho gì cái tình cảm nó bị trùng xuống rõ rệt. Ban đầu chỉ là những cái vết dặn nứt nhỏ nhỏ, nhưng mà càng ngày lại càng gì cách xa hơn. Tranh cãi trong thời gian này không thể giải quyết được vấn đề gì. Vậy nên quý vị đừng có gì sử dụng cái cảm xúc của mình để mà phán đoán. Hãy đặt mình vào vị trí của đối phương để gì có được cái hạnh phúc mà mình đang mong muốn. Và để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Quý Dậu 1993 hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư trong thời gian từ nay đến 30 Tết thì Tử Thông chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi Hợi. Quý vị thân mến, những người tuổi Hợi lúc nào cũng tạo cho người khác cái cảm giác là rất là ung dung, nhàn tản. Dường như là chẳng có việc gì có thể khiến cho những người tuổi Hợi lo lắng, sốt ruột cả. Nhờ có cái tâm lý vững vàng nên là cho dù có gặp phải cái sự trở ngại, khó khăn nào đi chăng nữa thì những người tuổi Hợi cũng có thể đối diện một cách là rất tự tin. Những người tuổi Hợi không sợ bị áp lực và họ luôn cảm thấy gì mọi việc rồi sẽ đâu có đó. Gặp rắc rối thì phải bình tĩnh tìm ra cái căn nguyên của vấn đề rồi mới giải quyết triệt để, chứ không gì cứ cuống lên thì cũng chẳng có ích gì cả. Thậm chí còn có thể là gì dẫn đến cái sai lầm đó. Nói chung cái trạng thái tâm lý ổn định cũng sẽ giúp cho những người tuổi Hợi có thể khắc phục được cái vấn đề một cách là gọn gẽ nhất và thuận lợi, khiến cho mọi người xung quanh cũng cảm thấy là khâm phục vô cùng. Và từ nay đến 30 Tết thì những người tuổi Hợi tài vận rực rỡ, kiếm tiền về vô kể. Nếu mà bạn thấy ai cầm tinh con heo mà kêu túng thiếu ấy, thì e rằng người đó đang giấu giếm bớt cái số tiền của mình mà thôi. Và từ nay đến 30 Tết thì những người tuổi Hợi nói chung là không những cái thu nhập mà nó được vững vàng, mà những cái nguồn thu nhập khác cũng sẽ thực sự khiến cho bản mệnh được gì tăng tiến, khiến cho những người khác không phải ngưỡng mộ. Tất nhiên vẫn có những cái chuyện nó phát sinh một cách bất ngờ trong thời gian này, nhưng mà đều gì những người tuổi Hợi đều xuất sắc vượt qua để sở hữu trong tay một cái số tiền khổng lồ. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi thì những người tuổi Hợi đã gom được cho mình một cái số tiền kha khá. Nhưng đấy là với bạn nào mà biết cách chi tiêu hợp lý, tiền sẽ ngày càng một sinh sôi nảy nở nhiều hơn. Còn nếu mà tiêu hoang ấy, thì chưa biết chừng mất lúc nào mà không biết. Cũng may là trong khoảng thời gian này thì những người tuổi Hợi cũng khá là chín chắn trong cái suy nghĩ, biết tập trung làm ăn, kiếm tiền, chứ cũng không hề tiêu pha gì là quá là xa xỉ hoặc là xa xỉ quá mức, nên là cũng yên tâm tiền vào túi có nhiều hơn. Nên là quý vị cứ yên tâm, tiền vào túi chỉ nhiều hơn chứ không ít đi. Những người tuổi Hợi vui vẻ, hòa đồng và sống biết điều. Dù trong cái hoàn cảnh tồi tệ thế nào đi chăng nữa thì họ vẫn giữ được cái tinh thần lạc quan và nghĩ về một cái tương lai tươi sáng đầy hy vọng. Như vậy là chắc chắn là họ luôn có mục tiêu sống rõ ràng và cụ thể. Bản mệnh là những người biết nỗ lực và không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Thưa quý vị, những người tuổi Hợi là những người dễ rung động trong tình yêu. Tuy nhiên, khi đã chính thức trong một cái mối quan hệ thì họ chỉ chung thủy với người mà họ yêu thương mà thôi. Tuổi Hợi phóng khoáng và không tiếc bất cứ cái gì với những người thân. Khi mà có tiền thì họ sẵn sàng cho đi, dù gia đình không đòi hỏi hay là bắt họ phải có trách nhiệm. Và từ nay đến 30 Tết thì những người tuổi Hợi lại được thần may mắn song hành. Công việc cũng đạt được những kết quả tốt đẹp. Ngoài cái sự mong đợi, tài sản của họ cũng được tăng nhanh. Nhà lầu, xe hơi, họ có thể là gì? Thêm tài khoản lớn ở trong ngân hàng, trong sổ tiết kiệm của mình. Thì ngoài ra ấy, công việc kinh doanh buôn bán trong thời gian này thì cũng rất là khả quan. Họ sẽ dựng được cái nguồn thu nhập bền vững và có thêm nhiều cái hợp đồng có giá trị lớn. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi.
Thưa quý vị, và ngay sau đây chúng ta sẽ xét chi tiết từng tuổi Hợi, xem là tuổi nào tốt, tuổi nào xấu và quý vị cần phải lưu ý điều gì để có được cái may mắn tài lộc trong cái thời gian từ nay đến 30 Tết. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Nói chung ấy, trong khoảng thời gian từ nay đến 30 Tết thì những người tuổi Hợi chính là những con giáp may mắn được gì chính ấn nó xoay chiếu. Công danh sự nghiệp thì là cái điểm sáng nổi bật của các bạn trong cái thời điểm này. Nói chung con giáp này thể hiện được cái tài lãnh đạo và quản lý của mình, thông qua đó sẽ được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp ngưỡng mộ, năng lực được đánh giá đúng tầm, giúp cho các bạn sớm đạt được cái mục tiêu và thăng tiến về tài lộc của mình. Trong thời gian này, những người làm công việc cố định thì hoàn toàn có thể yên tâm với cái thu nhập hiện tại, nhất là khi sự nghiệp của các bạn đã tăng tiến ổn định. Trong khi đó, những người tuổi Tân Hợi theo cái nghiệp kinh doanh buôn bán thì cũng có thể có cơ hội kiếm tiền trong những ngày cuối năm 2023. Nhưng nếu mà không quyết đoán thì cũng sẽ chẳng thu được cái gì cả. Bên cạnh đó, trong thời gian này thổ nó vượng, đâm ra nó gây ức chế về cái tinh thần, khiến cho tâm trạng của những người tuổi Tân Hợi khá là thất thường. Tuy nhiên, gia chủ cũng không nên để cái điều đó nó ảnh hưởng đến mối quan hệ của mình với nửa kia. Đối phương không có nghĩa vụ phải chịu đựng những cái cảm xúc tiêu cực của gia chủ. Nói chung ấy, các bạn nên gì rạch ròi cái vấn đề này. Và để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, bảo vệ cái hạnh phúc của mình, thì những người tuổi Tân Hợi hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Tiếp theo chúng ta cùng xét về những người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Thưa quý vị, với những người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 ấy, thì chính quan nó xuất hiện trong lá số tử vi của những người tuổi Quý Hợi, cho thấy ở trong thời gian từ nay đến 30 Tết, cái vận trình công việc của những người tuổi Quý Hợi cũng diễn ra khá là suôn sẻ, hanh thông. Gia chủ sẽ hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ của mình, nên là cái hiệu suất cũng khá là ổn định. Nhân đà này thì các bạn có thể triển khai một vài cái kế hoạch mà mình đã ấp ủ từ lâu. Quý vị có thể là gì? Tự tin vào cái năng lực thành công của mình. Bên cạnh đó, con đường tài lộc của những người tuổi Quý Hợi cũng khá là thuận lợi, suôn sẻ, hanh thông. Nói chung ấy, bản mệnh có thể đẩy mạnh các hạng mục đầu tư, ký kết được nhiều cái hợp đồng ngay trong cái thời gian này. Các khí trong cái thời gian này nó cũng sẽ giúp cho các bạn đạt được những cái tín hiệu khả quan. Tuy nhiên, những người tuổi Quý Hợi trong thời gian này không nên có máu thắng thua quá trong những cái quyết định về tiền bạc, đều phải dựa vào cái sự hiểu biết của mình, chứ không nên nghĩ đó là cái trò may rủi. Thêm nữa, trong thời gian này được cục diện ngũ hành nó tương sinh, nên cái vận trình tình cảm nó cũng có nhiều cái khởi sắc, nhất là với những người đang trong giai đoạn mà nhất là với các cặp đôi ấy, thì trong thời gian này cũng sẽ được nhiều cái mối lương duyên bất ngờ. Nhất là với những cặp đôi ấy, thì tình cảm vợ chồng nó sẽ hòa thuận viên mãn, con cái thì ngoan ngoãn, thông minh, học giỏi. Vì thế quý vị cũng có thể nhân cái cơ hội này tranh thủ thời gian sắp Tết này để về thăm viếng về gia đình, về thăm hỏi những người thân ấy, để hàn gắn lại cái tình cảm đó. Và để gia tăng thêm may mắn thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Tiếp theo thứ ba là những người tuổi Ất Hợi sinh năm 1995. Thưa quý vị, những người tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 ấy, nhờ được cục diện lục hợp nó nâng đỡ, nên là trong thời gian từ nay đến 30 Tết, những người tuổi Tân Hợi sẽ có những cái ngày làm việc năng suất nhờ cái tinh thần phơi phới và thoải mái của mình. Ở cái thời điểm này thì cái vận trình công danh sự nghiệp của những người tuổi Ất Hợi còn mang lại niềm vui cho họ. Nhờ đó mà các bạn lại càng thêm hăng say, cống hiến làm việc bằng hết cái khả năng và cái tâm huyết của mình. Cái điều đó cũng thật sự gây ấn tượng với cấp trên. Bản mệnh là người có tinh thần trách nhiệm, luôn cố gắng hết sức để chinh phục những cái đỉnh cao mới, vượt qua mọi trở ngại để hoàn thành những kế hoạch đấy. Các mối quan hệ tốt đẹp ở nơi làm việc cũng là một cái yếu tố quan trọng để cho những người tuổi Ất Hợi quyết định gắn bó lâu dài với công việc hiện tại. Thêm nữa, lại được cục diện ngũ hành nó tương sinh, nó mang đến cho những người tuổi Hợi cái cảm giác vô cùng dễ chịu từ các mối quan hệ xung quanh. Dù có là tình bạn hay là tình thân hay là tình yêu với những người độc thân trong thời gian này, thì trái tim bạn cũng đang hướng về ai đó, thì đây là cái khoảng thời gian lý tưởng để các bạn tiếp cận và hẹn hò, nâng cao cái mối quan hệ lên đó. Vì thế để gia tăng cái may mắn tài lộc cũng như để tăng cường cái vận trình nhân duyên của mình ấy, thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời.
cho những người tuổi tuổi Hợi, đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ năm mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong thời gian trước 30 Tết không ai khác, đó chính là những người tuổi Tỵ. Quý vị thân mến, những người tuổi Tỵ có cái tính cách khá là cứng cỏi. Một khi mà đã quyết tâm làm việc gì thì không ai có thể lay chuyển được họ. Một khi mà đã làm việc gì thì sẽ làm cho đến cùng, không để mình có cái cơ hội để hối tiếc. Vì vậy, cho dù mọi người xung quanh có cản trở hay là có bàn lùi thế nào thì họ cũng vẫn giữ được cái ý chí quyết tâm của mình. Họ cảm thấy nếu mà cứ chần chừ do dự, sợ cái này, sợ cái kia thì mãi mãi chẳng thể nào làm được. Công to việc lớn cũng nhờ cái tính này mà họ có thể làm được nhiều cái việc một cách là vô cùng hoàn hảo, khiến cho những người khác phải ngưỡng mộ, mà chính họ cũng sẽ không có gì để nối tiếc. Đây là một trong những cái lý do mà khiến cho những người tuổi Tỵ có thể là gì? Thăng tiến trong cái tương lai. Thưa quý vị, theo các chuyên gia tử vi phương Đông có dự báo, trong thời gian từ nay đến 30 Tết thì những người tuổi Tỵ cũng được đền đáp một cách xứng đáng bằng một số tiền rủng rỉnh trong túi. Tuy nhiên, con giáp này đừng quá sốt ruột nếu mà chờ mãi mà vẫn chưa thấy tiền đâu. Bởi cái khoảng thời gian trong thời gian này, những ngày cuối năm 2023 ấy, thì tài lộc mới thực sự được khởi sắc, khởi vượng với những người tuổi Tỵ. Vậy nên bản mệnh sẽ nhận được vô số những cơ hội để thể hiện cái năng lực cá nhân của mình. Vậy nên quý vị sẽ nhận được vô số những cơ hội để thể hiện cái năng lực cá nhân của mình trong thời gian này. Cơ hội đó không phải là ai cũng có được, nên quý vị cũng sẽ cần phải nắm bắt lấy cơ hội này nhanh chóng. Nói chung ấy, trong thời gian từ nay đến 30 Tết là một trường hợp ngoại lệ, không những nắm bắt được những cái cơ hội mà những người tuổi Tỵ còn phát huy tốt được cái khả năng của bản thân một cách là xuất sắc. Nói chung ấy, trong thời gian này thì quý vị do làm việc chăm chỉ nên là cái thu nhập cũng tăng lên là cái lẽ đương nhiên. Điều đáng mừng hơn nữa là cái may mắn của những người tuổi Tỵ trong chuyện tiền bạc. Quý vị chỉ cần chơi chơi thôi thì cũng đã có tiền, và những người tuổi Tỵ dễ được những người khác cho vay chỉ chỗ, tìm kiếm cái cơ hội để kiếm tiền. Vậy nên quý vị đừng nghĩ rằng cái số mình xui xẻo chẳng bao giờ bắt được tiền. Sẽ có những lúc các bạn cảm thấy rằng ai đó cũng có những cái lúc may mắn bất ngờ luôn xuất hiện. Những người tuổi Tỵ là những người giỏi giang, nắm nhiều tài sản trong tay nhưng mà không bao giờ khoe khoang hay là tỏ ra mình là người tài trí hơn người. Nói chung ấy, họ sống khá là khiêm tốn và chừng mực. Nhờ vậy mà con giáp này luôn được mọi người yêu mến kính nể. Bên cạnh đó, những người tuổi Tỵ có nhược điểm trong chuyện tình cảm thì con giáp này cũng nên lưu ý nhé. Những cái chuyện xưa thì quý vị cũng đừng nhắc lại nhiều. Và để bảo vệ cái hạnh phúc của mình thì quý vị cũng cần phải cân nhắc nhiều hơn. Đó. Nói chung ấy, cái khoảng thời gian từ nay đến 30 Tết thì những người tuổi Tỵ là những người hiền lành, cũng được thần may mắn ở bên cạnh. Tất cả những cái việc họ làm thì đều mang lại cái lợi nhuận khổng lồ, nhiều hơn cái thời gian trước đó cộng lại. Các khoản đầu tư mới đây của những con giáp này cũng thu về một cái số tiền vượt qua cái sự mong đợi. Những người làm công ăn lương cũng được thăng chức tăng lương và có thêm nhiều cái cơ hội mới để thăng tiến cái sự nghiệp của mình. Đấy. Vậy nên quý vị hãy nắm bắt lấy cơ hội này để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình. Và để gia tăng thêm cái may mắn thì những người tuổi Tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời với những người tuổi Tỵ, đó là con giáp may mắn thứ năm. Tiếp theo chúng ta cùng xét về cái vận trình chi tiết của những người tuổi Tỵ. Đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Thưa quý vị, từ nay đến 30 Tết, dự đoán những người tuổi Ất Tỵ sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, mang đến nhiều cái cơ hội giúp bản mệnh phát tài và thăng tiến trong cái sự nghiệp. Con giáp này hoàn toàn có thể yên tâm trong cái hành trình thực hiện những cái mục tiêu của mình khi mà thần may mắn luôn đứng ở bên cạnh các bạn. Cũng trong khoảng thời gian này thì các ý tưởng đề xuất của bản mệnh đưa ra ấy, thì đa phần đều được chấp nhận đấy và thông qua. Ngoài ra ấy, các mối quan hệ với đồng nghiệp thì vô cùng là hài hòa thuận lợi, giúp cho các bạn nhận được nhiều cái sự hậu thuẫn khi mà cần thiết. Cái vận trình tài lộc của những con giáp này cũng tương đối là ổn định, nhưng bản mệnh vẫn nên có cái kế hoạch chi tiêu hợp lý. Bên cạnh đó, ở phương diện tình cảm thì các mối quan hệ bền vững
tốt đẹp. Vậy nên trong thời gian này, tốt hơn hết là hai bạn nên cho nhau cái không gian riêng, nhất định đừng có lo cái điều gì quá xa, khiến cho cái tình cảm nó ngày càng bị xa cách. Nói chung ấy, trong thời gian này thì quý vị có thể thoải mái làm những cái việc mà mình thích, theo đuổi cái đam mê riêng của mình. Đó, đó là những người tuổi Ất Tỵ. Tiếp theo là những người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Những người tuổi Đinh Tỵ thì được tỷ kiên nó xuất hiện trong cái thời gian này, công danh sự nghiệp của những người tuổi Đinh Tỵ tiến triển khá là tốt đẹp. Nói chung qua giáp này dễ dàng hoàn thành các dự án trước đó, hoàn thành một cách trước thời hạn đặt ra. Đây quả là một cái tin đáng mừng sau những cái tháng ngày vất vả, cày ngày cày đêm vì lo lắng giải quyết hàng loạt những cái vấn đề còn tồn đọng trước đó. Về mặt tiền bạc tài chính thì những người tuổi Đinh Tỵ có thể là gặp được nhiều cái người giúp đỡ. Nhờ vậy mà cái vận tài lộc của các bạn cũng sẽ ngày càng được cải thiện hơn trước rất là nhiều. Những người buôn bán kinh doanh thì có được cái nguồn thu tốt và bất ngờ. Dù có thể chỉ là một cái khoản tiền nhỏ nhỏ, nhưng mà nó cũng sẽ giúp giải quyết được các vấn đề tài chính hiện tại của những người tuổi Tỵ. Tuy nhiên, quý vị cần lưu ý cách sử dụng đồng tiền này sao cho hợp lý, đừng có chi tiêu lãng phí, kéo mà là gì, tiền bao nhiêu thì cũng hết. Bên cạnh đó, là trong thời gian này những người tuổi Đinh Tỵ cũng được cục diện ngũ hành tương sinh, nên là cũng sẽ rất có lợi cho những người mà độc thân trong thời gian này. Đó. Bên cạnh đó thì các cặp đôi thì cũng sẽ có sức hút và sẽ chăm chút cho nhau nhiều hơn. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Đinh Tỵ hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, Tỵ Dậu Sửu để được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Tiếp theo chúng ta xét về những người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Thưa quý vị, những người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 trong những ngày cuối năm 2023 năm Quý Mão thì cũng đón cái vận trình tốt lành may mắn. Công việc về cơ bản là tốt. Đấy, bên cạnh bạn luôn có những cái người đồng nghiệp nhiệt tình. Cũng bởi có những cái người giúp đỡ nên là quý vị sẽ nhanh chóng hoàn thành những cái nhiệm vụ được giao. Nói chung ấy, trong thời điểm này ấy, thì cái vận trình tài lộc cũng khá là sáng. Không chỉ cái nguồn thu chính được dồi dào mà các nguồn thu khác từ đầu tư bên ngoài cũng mang lại cái lợi nhuận lớn. Những người làm công ăn lương thì có thu nhập thêm ở bên ngoài hoặc có tiền thưởng với cái năng lực của mình. Cơ hội kiếm tiền không ít, nhưng mà đồng nghĩa với đó là các bạn cũng sẽ phải dành nhiều thời gian công sức trong cái dịp cuối năm này và cũng không được rảnh rang một chút nào cả. Tuy nhiên, trong thời gian này gặp cái cục diện ngũ hành nó xung khắc, nó cho thấy nói chung ấy, đôi khi cái chuyện tình cảm của những người tuổi Tỵ cũng không được thuận lợi cho lắm. Vì quá mải mê với công việc nên là đôi khi những người tuổi Kỷ Tỵ có xu hướng là bỏ bê, thiếu quan tâm đến người mình yêu, khiến cho tình cảm ngày càng bị lạnh nhạt và xa cách. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 5 con giáp may mắn nhất trong thời gian trước 30 Tết. Và trong thời gian từ nay đến 30 Tết chúng ta sẽ có 5 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý. Đó là những tuổi sau: 1. Tuổi Dần, 2. Tuổi Tý, 3. Tuổi Hợi, 4. Tuổi Dậu, 5. Tuổi Tỵ. Đó là 5 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý từ nay đến 30 Tết. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe đến hết video của Tử Thông. Hy vọng rằng những thông tin hữu ích mà Tử Thông chia sẻ cùng quý vị và các bạn sẽ giúp quý vị nắm bắt được cái vận thế. Từ đó sẽ giúp cho quý vị có được một cái công việc hanh thông thuận lợi. Tiền bạc cũng sẽ ùn kéo đến trong những ngày gần đây. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.